Porsche GTS 2008, xe màu trắng, trinh rất là đẹp. Chiếc xe thì được trang bị bóng cầu, được trang bị là bộ mâm thể thao R21 khá là to. Vòng phanh xe mình cùng tham quan được chiếc xe nhé. Chiếc xe được trang bị một cái bộ nội thất màu be rất là sang trọng, da lộn, trang bị ghế chỉnh điện hoạt động còn trơn tru, 3 vị trí nhớ. Chiếc Porsche thì có cái ổ cắm bên phải bên trái đặc trưng của Porsche, các phím như là đèn pha nó nằm hết đây. Vô lăng thể thao 3 chấu, da lộn, da lộn ở khắp mọi nơi, full màu be, có các chế độ lái như là hai cầu này, sport này, chế độ giảm xóc thì treo comfort, sport đủ. Cửa sổ trời, chế độ hoạt động rất trơn tru. Hàng ghế sau đây, hàng ghế sau thì được hai cửa gió điều hòa, cũng trang bị tất cả rất full màu be, rất là sang trọng. Cái loa nghe rất là chất. Hộp thuốc lá tàn đây, hộp số tự động. Đây, gương điều chỉnh ở đây, hai bên lái phụ. Chiếc xe thì có cả bên cái phím mở cốp đằng sau, nó nằm bên cửa lái. Màn hình táp lô thì được chia làm 5 cụm đồng hồ đặc trưng. Ở bên ngoài cùng là ắc quy, xong đến công tơ mét, đến cái màn hình LCD nhỏ nhỏ ở đây để thông báo về các xăng dầu đủ kiểu ở đây, số kỹ thuật. Bên trái là cổng tua, các phím như là cộng trừ, âm lượng, bla bla nằm hết trên vô lăng này, cũng có đủ. Có chờ gương, tích hợp gương chống chói. Ở đây thì mình sẽ thử với cảm giác lái cái xe nhé. Anh quay em chạy một đoạn. Anh ngồi em quay em chạy một đoạn. Quay màn hình nhá. Quay đây. Cái cảm giác lái chiếc xe. Chạy khá là êm. Mình cái tốc độ là 30 km/h. Đây là khi mình vào cua đây. Mình được qua G. Cái độ vọt của bộ lăng khá tốt, à bộ vọt của cái chân ga khá là tốt. Đạp ga là dính lưng vào ghế luôn. Có quay người không? Có quay người không? Quay 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 xe vậy.
đan cũng khá là xuống nhiều rồi. Cái thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn.